quý phụ huynh, ngày hôm nay thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho quý phụ huynh thực hiện bài Cùng Mẹ Chơi Đàn, là một bản nhạc nằm trong khóa học piano mùa hè cho mẹ và bé. Và bản nhạc này sẽ ứng dụng tiết tấu đen 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 tròn. Và trước khi chúng ta đi vào bản nhạc đó thì chúng ta sẽ cho trẻ vỗ tiết tấu đen 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 tròn. Và đầu tiên thì chúng ta có thể là giữ phách cho trẻ ha. Ta sẽ giữ phách đều và trẻ sẽ vỗ ha, sẽ vỗ theo. Rồi trẻ sẽ vỗ như sau: 1 2 3 và đen 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 tròn, 2 3 đen 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 tròn, đen 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 tròn, đen 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 tròn, và kết thúc. Và chúng ta sẽ thực hiện như vậy một vài lần. Sau khi mà đã quen xong thì chúng ta có thể cho trẻ ráp lời vào trong tiết tấu này. Bây giờ chúng ta sẽ ráp lời thử nhé. Và thay vì chúng ta đọc là đen 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 tròn thì chúng ta sẽ đọc lời. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. 1, 2, 3 và mẹ cùng em đến lớp, chúng ta vui học đàn, xòe bàn tay năm ngón, đánh sao cho thật hay. Rất tốt. Và chúng ta sẽ bắt đầu chơi trên đàn ạ. Ok, bắt đầu ha. 1, 2, 3, vào. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Một lần nữa nhé. 1, 2, 3, vào. Cùng Mẹ Chơi Đàn. Hy vọng quý phụ huynh và cùng các bạn nhỏ sẽ có những thời giờ học đàn piano cùng với nhau thật là vui và hiệu quả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào video lần sau.